Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục đi lua dạo đây. Ngày hôm nay đi lua có anh Giang với Quý nha mọi người. Ngày không biết hôm nay có mớm nữa không rồi. Anh xui đi. Giờ mình mới tới bãi rồi, mình câu luôn nha mọi người. Combo mình xài vẫn là cần phải sình với lại máy cắt kinh nha. Mấy bạn ơi, Google nhớ bạn. Có hàng rồi nha. Anh Giang ơi, Vĩnh Vĩnh cá mấy bạn ơi. Ba lại ba không ba lại hơn
bự nha. Ôi lên hàng các bạn ơi. Hay quá bạn nhân ơi. Lâu lắm rồi nha mấy bạn, mình mới thấy bạn nhân lên cá nha mấy bạn. Hái tấp hụt hai cái. Cái ừ cái đây với cái sát bờ đây luôn. Ủa mấy trong kia còn có vuông nữa kìa. Lọc cỏ chứ. Chết nữa các bạn ơi. Giang ơi. Lên hàng các bạn ơi. Cũng được nha. Quý mới lên hàng các bạn ơi. Hết hồn. Thấy không này, thấy không, thấy cá hồ. Dính cá mà. Tiếp tục nữa bạn. Dính nữa anh Giang.
dính. Lóc cứng. Tiếp tục nha các bạn. Yeah.